Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo mang ý nghĩa sâu sắc về đạo hiếu và lòng biết ơn. Tuy nhiên, với nhịp sống bận rộn và áp lực công việc thì nhiều người thường quên đi việc quan tâm và chăm sóc cha mẹ mình. Họ chỉ nhớ đến cha mẹ vào những dịp lễ Tết hoặc ngày Vu Lan. Điều này mặc dù mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng lại chưa đủ để thể hiện trọn vẹn lòng hiếu thảo, báo hiếu. Không nên chỉ là một hành động nhất thời mà cần trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Cụ Bùi Thị Tý, năm nay 78 tuổi. 5 năm trước, trong một lần đi khám sức khỏe, cụ phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Nhờ sự quan tâm chăm sóc và động viên của con cháu, cụ đã luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ. Kết quả của lần khám kiểm tra gần đây, cơ thể của cụ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Với các thành viên trong gia đình, việc bà và mẹ khỏe mạnh chính là niềm vui, là động lực để mọi người cùng phấn đấu hơn trong cuộc sống. Sự hiếu kính của con cháu dành cho cụ Tý khiến hàng xóm láng giềng nể phục. Nhà tôi thì bố thì mất sớm, khi đó là bố tôi có 40 tuổi rồi. Thì còn mẹ, còn mang những tình cảm mình phải trân trọng. Chăm nom đến mẹ, anh em, con cháu xung vầy, lúc nào cũng có tiếng cười cho gia đình được đầm ấm. Tháng nào các cháu nó cũng nhớ đến cái ngày là nó đưa đi lấy thuốc lấy men đầy đủ, bữa nào nó cũng phải no nắng nên ăn uống, ngày cứ phải đủ tiêu chuẩn 3 bữa theo bác sĩ người ta căn dặn. Hưởng được cái hạnh phúc này tôi phấn khởi lắm chứ. Cũng với sự trân trọng khi mẹ còn sống, vợ chồng ông Hưng, bà Huế dù rất bận rộn với công việc kinh doanh nhưng ông bà vẫn luôn thu xếp để có thời gian chăm sóc người mẹ già năm nay đã 81 tuổi. Mỗi ngày, ông bà thay phiên nhau chạy đi chạy lại nhiều lần từ cửa hàng về nhà để lo cơm nước và trò chuyện để mẹ đỡ buồn. Trang bị đầy đủ hệ thống quạt mát và tivi để sức khỏe và tinh thần của mẹ luôn thoải mái. Đặc biệt, vợ chồng ông chưa để mẹ phải ăn cơm một mình bao giờ. Các em nó chăm sóc sớm tối, hạn như là ngoài hàng bận như thế nhưng mà nó cũng về xem là mẹ khỏe yếu, ăn uống ra sao. Cũng cảm thấy nó phấn khởi mà nó khỏe thêm một chút. Khi mẹ còn ấy thì cảm thấy cuộc sống của gia đình nó ấm áp và có hạnh phúc. Và điều mà mong muốn nhất là mong mẹ khỏe mạnh, vui vẻ với các con, các cháu. Lễ Vu Lan là một dịp tốt để nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu. Nhưng điều quan trọng hơn cả là phải biến lòng hiếu thảo thành hành động cụ thể, thường xuyên trong cuộc sống. Báo hiếu không chỉ trong ngày Vu Lan mà cần phải được duy trì suốt cả cuộc đời, để cha mẹ luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ con cái. Chỉ có như vậy, đạo hiếu mới thực sự trở thành giá trị cốt lõi trong mỗi gia đình và xã hội.